Hello, xin chào tất cả anh em nha. Lâu rồi không có làm clip. Nãy chắc gọi hết chút rồi mới nhớ. Để cái điện thoại kiểu này nữa thì cầm gì không được. Tắt đi. Sao vậy? Không thuận tay. Hôm nay mình làm kiểu tóc của idol nha mấy bạn. Tóc khá bảnh nha. Nãy giờ chắc cũng được gần xong rồi mới xịt nhớ lại thôi, lâu quá không có đăng clip cho mấy bạn xem, cho nên là bây giờ làm clip đăng lên. Với trẻ bây giờ ai mà không biết khá bảnh đúng không? Đây là mình cắt kiểu tóc giống khá bảnh nha. Cho em trai này fan nha, fan hâm mộ, fan ruột của khá bảnh nha. Em tên gì? Dũng hả? Chung là kiểu tóc này mấy bạn cũng dễ cắt chung quá khó nha mấy bạn. Bạn chỉ là dùng tông đơ cẩn sát mấy bạn đẩy hai bên thôi. Đây. Đẩy nó sát hai bên, nó trắng là được rồi, cho nó tạo ra cho nó có cái đường cong nha mấy bạn. Nhớ các bạn chia môi chẻ cho nó đều. Cho hai bên nó đều thì các bạn cắt nó đẹp. Lâu rồi không có làm clip đăng lên. Bạn nào những anh hùng bàn phím đâu vô gõ đi. Ở đây mình nói xin lỗi các bạn chứ không phải là mình quên đũa cả nắm nha. Nhưng mà cũng có một số thành phần làm tóc á, làm nghề mà không có đạo đức. Cái này là mình không phải là mình nói ai cũng vậy, nhưng mà một số thành phần thôi. Nó học chắc ông thầy nó không có dạy nó về cái đạo đức nghề nghiệp. Nó chỉ học là nó chỉ biết là phán xét người ta thôi à. Người ta giao lưu, chia sẻ, trao dồi thêm cái kinh nghiệm thôi chứ không có gì hết trơn. Chứ không phải là lên phán xét, lên chửi này, chửi nọ. Thì mình cắt xấu thì mình công nhận mình cắt xấu đi chăng nữa, thì mấy bạn chê, mấy bạn nói thì mình cũng công nhận, cảm ơn mấy bạn góp ý. Nhưng mà có những cái đứa mà vô mà chửi, nói những cái lời mà nó mất dạy á. Cái đứa đó là chắc ông thầy nó cũng mất dạy, giống nó dạy cho nó mất dạy vậy thôi. Bỏ tiền ra đi học salon này nọ 15-20 triệu thì chi mà đụng mẹ tới chừng ra nghề rồi ha. Thấy người ta cắt thì vô rồi chê xấu thì mình đâu có nói, đúng không? Mình vẫn cảm ơn đàng hoàng, cảm ơn các bạn đã góp ý cho mình. Còn những đứa nó vô nó chửi, nó nói này nói nọ, nó chửi không, mấy đứa đó phải coi lại đi, không có đáng làm nghề, nghề không có đạo đức. Bỏ tiền ra đi học làm chi vậy? Đây là chỉ mình chỉ nói một số thành phần thôi nha, chứ mình không có ấy, không có ý nói ai, đâu phải ai cũng vậy. Có những bạn ta vô ta vẫn bình luận, ta comment đó, ta nói chuyện lịch sự không à, bạn tỉa như thế này hoặc bạn cắt còn thiếu chỗ này thôi, sao người ta bình luận góp ý đó, lịch sự dễ thương không. Còn những thứ thì vô rồi, phải vô mà bình luận chê tóc xấu không, vô rồi chê thợ vú đẹp, vú nhỏ, vú bự, mấy đứa đó, mấy đứa cái đầu óc của nó, đầu óc là thuộc dạng là đen tối chó. Nó đúng rồi đó, trong liên quân người ta gọi là ốc chó chứ không phải ốc người. Những người mà vô mà comment bình luận cái video của mình á, mà mình comment bình luận mà sầm sàm đó, đó là mình gửi lên những người đó. Cùng làm tóc với nhau mà không biết trao dồi kinh nghiệm cho nhau, không biết chia sẻ cho nhau, mà ở đó mà soi mói nhau như vậy. Học để làm là học để làm người chứ không phải học để sao phán xét người ta, biết chưa? Có nghe giới chấp nói câu đó chưa? Tôi đâu có nói tôi cắt đẹp, cắt hay gì đâu. Tôi là tại tôi rảnh nên tôi đăng clip lên cho những ai mà người ta muốn xem thì người ta xem thôi. Hồi đó tôi học, tôi cũng học trên mạng, trên YouTube tôi làm chứ tôi học ở đâu. Thì bây giờ tôi cũng đăng lên vậy thôi.
Còn mấy bạn giỏi, mấy bạn đi học salon rồi không mà 15-20 triệu rồi mấy bạn học salon thì mấy bạn mở tiệm mấy bạn làm đi. Phán xét người ta làm chi? Nhóc hôm qua cũng cắt kiểu này, cái mũi tóc như này. Thằng có dẫn nhóc nhỏ. Bỏ tiền ra đi học thằng chi mà nó đòi chỉ biết vô anh hùng bằng phím vô chửi người ta không nhẹ. Bỏ đi nha, bỏ thối nó đi. Không lo chén cơm manh áo, lo vợ, lo chồng, lo con cái nhà ở đó là lo lên gõ. Gõ đi rồi chết đói cả lũ. Ai đang theo dõi, đang xem cái video mình nhớ đăng ký ủng hộ mình nha mấy bạn ơi. Cho nên là không có tỉa được, máy nó thừa lắm. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha mọi người. Ở đây là mình chỉ là chia sẻ những clip là vui thôi nha. Chút xíu kinh nghiệm nào đó thì ai cảm thấy mà hay bổ ích thì có thể mà học, có thể góp ý vô cũng được. Còn những ai mà cảm thấy mà vô nghĩa, vô bổ quá thì làm ơn đi ra đi, đừng xem chi rồi chửi. Chửi rồi có được cái gì không? Không có mất mát gì của tôi đâu, tôi sợ mà tôi ghét. Nói chuyện không có đạo đức là tôi ghét rồi. Tóc này thì mấy bạn tờ do anh cái em trai này là tóc hơi ít nha mấy bạn, cho nên mấy bạn tỉa, nhưng mấy bạn nhớ là tỉa vừa thôi nha, chứ không phải là đưa kéo vô làm xoẹt 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 nha. Bắt thằng tép tỉa đi, nó có độ sâu này thôi. Ai mà cảm thấy mà cái kiểu, cái cách cắt của mình mà dễ cắt hay sao đó thì cứ làm theo. Còn ai mà cảm thấy mà không được, không có đúng cơ bản của tôi học trong salon thì không sao, thì mấy bạn cứ học cơ bản salon đi. Bước vô làm thuê làm mướn cho người ta. Học viện nữa. Làm trong salon nữa. Mười mấy 20 triệu, bỏ ra học 4-5 tháng như trọng. Học đã ra rồi đi làm mướn cho người ta, kiếm 1 tháng 8-9 triệu. Rồi thấy ai đăng clip lên á thì bình luận vô. Quậy dính nhỏ kìa. Đây là kiểu tóc khá bảnh nha mấy bạn. Này là mình chỉ cắt, mình nhớ mình cắt thôi, mình coi trên YouTube mình thấy mình cắt thôi chứ mình không có ấy. Cảm ơn mấy bạn đã theo dõi clip của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn những clip tiếp theo nha. Chào.